Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Dùng một nửa quả dứa theo cách này, mụn cóc từ mất không để lại một dấu vết gì sau một lần sử dụng. Trong dứa chứa nhiều calo, carotin, vitamin B1, C cùng các chất khoáng như sắt, đồng, protein, vân vân. Do đó, dứa có công dụng trị mụn cóc hiệu quả. Ngoài ra, dứa còn có tác dụng trị mụn đầu đen nhanh chóng do chứa nhiều vitamin C. Ai thường bị mụn cóc? Bất cứ ai cũng có thể bị mụn cóc mọc trên người. Tuy nhiên, một số người thường dễ bị nhiễm virus mụn cóc hơn những người khác. Trẻ em và thanh thiếu niên, những người cắn móng tay hay cắt tỉa móng bị chảy xước, những người có hệ miễn dịch suy yếu. Ở trẻ em, mụn cóc thường tự biến mất mà không cần điều trị, nếu mụn không làm trẻ thấy đau hoặc khó chịu. Nguyên nhân gây ra mụn cóc. Virus HPV chính là thủ phạm gây ra mụn cóc, và những vết chảy xước trên da sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho virus thâm nhập vào cơ thể. Mụn cóc có thể lây lan từ người sang người. Bạn có thể bị mọc mụn cóc do chạm vào mụn cóc của người khác hoặc đồ dùng của họ. Thông thường, mụn cóc phải qua khoảng vài tháng để phát triển kích thước và xuất hiện trên da. Hầu như không ai phát hiện ra mụn cóc đang mọc trên cơ thể mình. Cách trị mụn cóc bằng dứa. Nguyên liệu cần có: 1/2 quả dứa chín, máy xay sinh tố, rây lọc và bát. Cách làm: thứ nhất, dùng dao gọt vỏ dứa, cắt mắt, bỏ lõi rồi thái thành những miếng nhỏ. Thứ hai, sau đó cho những miếng dứa này vào máy xay nhuyễn trong vòng 30 giây. Thứ ba, khi thấy dứa đã được xay nhuyễn thì lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép dứa vào bát để sử dụng. Cách sử dụng hỗn hợp trị mụn cóc. Bước 1. Vệ sinh vùng da bị mụn cóc bằng nước ấm, giúp loại bỏ bụi bẩn cũng như để lỗ chân lông được giãn nở hoàn toàn. Bước 2. Sau khi làn da đã được thông thoáng, hãy thoa hỗn hợp lên những nốt mụn thịt. Bước 3. Đến khi thấy hỗn hợp khô lại trên da thì thoa thêm một lần nữa. Cứ thoa như vậy thêm 3 lần, giúp các dưỡng chất có trong hỗn hợp ngấm sâu dần vào các nang lông, phát huy hiệu quả trị mụn thịt một cách triệt để nhất có thể. Bước 4. Lưu lại hỗn hợp này thêm 15 phút trên những nốt mụn thịt, đến khi khô thì rửa bằng nước ấm. Bước 5. Cuối cùng là rửa sạch lại thêm một lần nữa bằng nước lạnh để kết thúc quá trình. Cách biến 7 thực phẩm bạn ăn hàng ngày thành vị thuốc quý. Số 1 cực đơn giản. Nếu ngày thường chúng ta chú ý đến ăn uống, coi thực phẩm là thuốc, thì sức khỏe sẽ được chăm sóc kỹ càng như có bác sĩ bên cạnh. Ăn uống đúng cách sẽ tốt hơn uống thuốc trăm vạn lần. Súp lơ là vị cứu tinh của bệnh nhân ung thư. Nghiên cứu cho thấy, người bị ung thư dạ dày, nồng độ selenium huyết thanh giảm, nồng độ vitamin C trong dạ dày cũng thấp hơn bình thường. Súp lơ không chỉ bổ sung selen và vitamin C, mà còn cung cấp một lượng lớn chất carotin, ngăn ngừa tổn thương tiền ung thư, đồng thời có thể kiềm chế sự phát triển của ung thư, có tác dụng ngăn ngừa và điều trị ung thư dạ dày, ung thư vú hiệu quả. Bệnh nhân ung thư vú hoặc người bình thường muốn ngăn ngừa ung thư vú nên ăn súp lơ. Bệnh ung thư vú có liên quan tới nồng độ estrogen trong cơ thể. Trong khi súp lơ chứa một hợp chất chứa nitroindole làm giảm mức estrogen trong cơ thể. Từ đó có thể ngăn chặn hoạt động estrogen, kích thích các tế bào vú. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong chống ung thư. Mỗi người ăn 2 miếng khoai lang để phòng bệnh do cholesterol cao. Khoai lang chứa khoảng 8% chất xơ tốt, chủ yếu là chất xơ hòa tan, có tác dụng tăng cường chức năng đường ruột rất mạnh, nhuận tràng. Ăn khoai lang không chỉ giảm nhẹ bệnh tật mà còn có thể sống trường thọ. Khoai lang có tác dụng bổ trung nguyết khí, làm ấm dạ dày, tốt cho ngũ tạng,
là thực phẩm có tác dụng kéo dài tuổi thọ hàng đầu. Khi có bệnh tim, nên bổ sung khoai tây vào thực đơn. Khoai tây chứa nhiều vitamin C và natri, kali, sắt, đặc biệt là hàm lượng kali rất dồi dào. Mỗi 100g khoai tây có tới 502mg kali, là loại rau củ chứa nhiều kali trong vườn nhà bạn. Người mắc bệnh tim, đặc biệt là bệnh nhân suy tim với mức độ khác nhau như phù, sưng, thường dùng thuốc lợi tiểu, nên rất dễ dẫn đến sự thất thoát kali trong cơ thể, dẫn đến khuynh hướng bị kali thấp. Vì vậy, ăn khoai tây có thể thêm kali, đồng thời có thể bổ sung thêm carbohydrate, protein và khoáng chất, vitamin. Khi có bệnh tiểu đường thì nên uống trà. Nhật Bản hiện đang sử dụng phương pháp này, họ dùng lá chè già nấu thành trà cho người bị tiểu đường uống. Nghiên cứu cho thấy lá chè già có chứa polysaccharide gấp đôi lá chè non. Chất này được cho là không chỉ có tác dụng hạ đường huyết tốt mà còn có tác dụng hạ mỡ máu. Rau diếp cá, vị cay, tân, tính hơi lạnh, vi hèn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận trường. Diếp cá được dùng để chữa bệnh trí, đai bút, đai sắt, lợi niệu, trị sốt ở trẻ em rất tốt. Trong thực đơn của bệnh nhân tiểu đường không thể thiếu được loại rau này. Các loại củ, quả, ớt chuông, dưa leo, cà chua ăn sống, bầu bí hấp tái, v.v. không qua chế biến kỹ bằng lửa sẽ giữ lại được các vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Nước dừa. Người mắc bệnh chuyển hóa miễn dịch thường thiếu hụt các chất khoáng. Nước dừa là một loại nước khoáng tự nhiên có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Các loại đậu đỗ. Giá trị của các loại đậu đỗ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp protein thực vật, giúp tổng hợp globulin miễn dịch mà còn là nguồn nitric oxide. Nitric oxide tác động đến cơ chế cầm máu, lên cơ trơn thành mạch, các neuron và dạ dày, ruột. Bởi vậy, nitric oxide tham gia vào hầu hết các quá trình sống của cơ thể như sự thức tỉnh, chức năng sinh dục, chức năng tiêu hóa, chuyển hóa, cảm giác đau, cảm giác hài lòng hay vui vẻ. Cách thức hoạt động của nó quyết định đến quá trình lão hóa. Nhờ có nitric oxide mà con người giảm được nguy cơ chết do bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, tiểu đường và đặc biệt là các bệnh ung thư, miễn dịch. Sau món ăn thuốc từ tim heo, trong 100 người thì 99 người không biết. Nhắc đến tim heo, hẳn ai cũng biết loại thực phẩm ăn ngon, bổ dưỡng cho người suy nhược mới ốm dậy. Không chỉ vậy, tim heo còn hỗ trợ cho chứng tim hồi hộp, chứng đau đầu, chóng mặt nhờ kết hợp với các vị thuốc bắc. Công dụng: chữa các chứng tim hồi hộp, bồn chồn, suy nghĩ, lo lắng, mất ngủ, suy nhược thần kinh, ngủ hay giật mình. Thứ nhất, tim heo trưng bá tử nhân. Tim heo một quả 200g, bá tử nhân 10-15g. Nhồi bá tử nhân vào trong tim heo, khâu lại, cho nước vào trưng cách thủy cho chín, thêm gia vị là được, bỏ bá thuốc, thái mỏng tim heo, ăn tim uống nước. Công dụng: dưỡng tâm an thần, nhuận táo, thông tiện, chữa mất ngủ hay quên, suy nhược, đổ mồ hôi. Thứ hai, tim heo hầm đương quy. Tim heo một quả 250g, đương quy 60g, gia vị vừa đủ. Mổ tim heo rửa sạch, nhét đương quy vào, nấu chín, bỏ đương quy ra mà ăn. Công dụng: dưỡng huyết bổ tâm, an thần định trí, chữa đái tháo đường kèm mất ngủ, tâm huyết hư suy. Thứ ba, tim heo nấu táo đỏ. Tim heo một quả 200g, táo đỏ 40g, vừng đen 80g, gừng sống 1 lát, gia vị. Tim heo cắt đôi rửa sạch máu, bỏ màng, để ráo rồi sắt miếng. Táo đỏ bỏ hột thái, gừng bỏ vỏ, vừng đen đáy sạch. Đổ 1/2 lít nước vào nồi đun sôi, cho tất cả vào, giảm lửa, đậy kín, nấu chín, ăn nóng. Công dụng: bổ huyết, an thần, nhuận trường, thanh nhiệt.
dùng tốt cho người làm việc trí óc căng thẳng, tổn tâm huyết, tóc rụng, người bị tim đập nhanh, mất ngủ, trí nhớ giảm, ăn kém, da không tươi nhuận, mồ hôi trộm. Thứ tư, tim heo trưng kết thủy. Tim heo một quả 100g, hạt tiêu 30 hạt, thần sa 4g, rượu nếp ngon 100ml, gia vị. Rửa tim heo bằng nước ấm cho sạch để ráo, hạt tiêu nghiền bột, thần sa tán nghiền bằng cối đồng. Bổ tim heo ra cho bột thần sa, bột tiêu, bột gia vị vào, dùng chỉ trắng buộc chặt lại, đặt vào tiềm với rượu, đậy nắp kín. Đặt tiềm vào một cái song lớn, đổ nước lượng vừa đủ, không nhiều quá sẽ dâng ngập tiềm, không ít quá bị cạn. Trưng khoảng 2 đến 3 giờ để nguội, mở lấy tim heo thái mỏng. Ăn cả cái lấn nước trước bữa cơm 2 giờ. Có thể ăn tuần 2 đến 3 lần, ăn trong 1 tháng. Thứ 5, tim heo hầm hạt sen. Tim heo 100g, hạt sen bỏ tâm 20g, bách hợp 25g. Tim heo thái lép, cho nước vào nấu 30 phút, sau đó bỏ hạt sen và bách hợp, nấu nhừ. Ăn hạt sen và tim heo, uống canh. Công dụng, tư âm thanh phế, dưỡng tâm an thần, thích hợp với người mất ngủ, tâm phiền, hồi hộp. Thứ 6, canh tim heo đông trùng hạ thảo. Tim heo một quả khoảng 200g, nhân sâm 3g, đông trùng hạ thảo 5g. Đun nước sôi, cho tim heo vào đun sôi 30 phút, sau đó cho cả hai vị thuốc vào nấu tiếp khoảng 15 phút cho chín, ăn cả nước lẫn cái. Công dụng, bổ tâm, ích trí, an thần, trị ho, thích hợp với người già, tim yếu, mệt mỏi, thấp khớp. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.